Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, ngày 11 tháng 7, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh về ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 11 tháng 7, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành phiên họp thảo luận về tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019, các báo cáo tờ trình tại kỳ họp. Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Lương Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ tọa kỳ họp. Các ý kiến tham gia thảo luận đều biểu thị sự đồng tình cao với nội dung của các báo cáo và khẳng định tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song với sự đoàn kết, quyết tâm cao, sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nên trong 6 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, sản lượng thủy sản tiếp tục tăng, du lịch phát triển khá, thu ngân sách đạt khá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ. Cả công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được chủ trọng đầu tư, lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến tiến bộ, quốc phòng an ninh được tăng cường giữ vững, công tác an sinh xã hội được chủ trọng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Bên cạnh những đánh giá về những kết quả đạt được, các ý kiến của các đại biểu cũng thẳng thắn đi sâu phân tích những mặt hạn chế, những khuyết điểm, yếu kém trên một số lĩnh vực, đồng thời nêu lên một số giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Trong nông nghiệp, các đại biểu đề nghị tỉnh tập trung khắc phục hậu quả và phòng ngừa thiên tai dịch bệnh gây ra. Trước mắt là giải quyết vấn đề nước cho sản xuất vụ hè thu, nước sinh hoạt cho nhân dân. Tăng cường các biện pháp đồng bộ phòng chống dịch tả lợn châu Phi, kiểm soát diệt mổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo chuỗi. Các đại biểu cũng đề nghị cần bảo đảm nguồn lực tương xứng cho các chủ rừng để quản lý bảo vệ rừng. Về đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm, đại biểu đề nghị tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình dự án trọng điểm của tỉnh. Quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đầu tư để sớm đưa các công trình, dự án lớn vào hoạt động. Đại biểu đề nghị tỉnh cần có giải pháp giải quyết nợ quá hạn của chương trình tín dụng cho vay theo Nghị định 67 của Chính phủ. Về du lịch, tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, quy hoạch, đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cơ sở dịch vụ du lịch, đặc biệt là nhà hàng, khách sạn, tăng cường quảng bá, tổ chức các sự kiện văn hóa lễ hội để thu hút du khách đến Quảng Bình, khắc phục tính mùa vụ, nâng cao giá trị thương mại, dịch vụ và du lịch. Đối với hoạt động của các doanh nghiệp và thị trường bất động sản, các đại biểu đề nghị cần duy trì tổ chức gặp gỡ, đối thoại, đổi mới hình thức gặp gỡ với doanh nghiệp để nghe doanh nghiệp phản ánh kịp thời nhằm giải quyết những vướng mắc cho doanh nghiệp. Tiếp tục kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư mới có uy tín trong sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ đến với Quảng Bình. Về thị trường bất động sản, các đại biểu đề nghị. Tôi đề xuất có mấy giải pháp như sau. Cái thứ nhất là kiên quyết thực hiện quyết liệt hơn cái chỉ thị số 08 ngày 16 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban tỉnh. Cái thứ hai, công khai trên các cái phương tiện thông tin đại chúng những dự án sắp tới sẽ bán và những dự án hình thành trong tương lai ít nhất 1 đến 2 năm để người dân chúng ta biết được bất động sản không phải là khan hiếm để tránh người dân hiểu nhầm. Cái thứ ba là việc tung bán những cái tài sản bất động sản đủ điều kiện bán tung một lúc nhiều, không phải tung nhỏ giọt. Và cái thứ tư, cái việc định giá khởi điểm để đấu giá không căn cứ vào giá ảo của thị trường. Nếu căn cứ vào giá ảo thị trường vô tình là mắc bẫy, là vô tình là tiếp tay cho những kẻ là đang thổi giá. Tôi đề nghị trong thời gian tới tỉnh chỉ đạo các ngành các địa phương thực hiện tốt cái chỉ thị số 8 để tăng cường công tác quản lý thông tin kịp thời, ngăn chặn các hiện tượng trên, hạn chế thiệt hại cho người dân, nhà đầu tư và chống cho được một số người nhà đầu cơ đất ôm đất sau đó nâng giá đất làm lung loạn thị trường và giá đất ở không đúng với thực trạng giá trị của nó.
về lao động giải quyết việc làm. Để giải quyết tình trạng vừa thừa vừa thiếu nguồn nhân lực lao động trong nước, đại biểu đề nghị các cấp các ngành cần quan tâm trong vấn đề kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề từ khâu tuyển chọn, đào tạo và sử dụng lao động địa phương. Đặc biệt, cần có thêm những chính sách an sinh tốt hơn nữa như nhà ở, nhà trọ giá rẻ, nhà trẻ cho con em người lao động để người lao động yên tâm làm việc. Đẩy mạnh việc xuất khẩu lao động, thực hiện đào tạo và giáo dục định hướng nghề nghiệp, tăng cường kết nối giữa các trung tâm dịch vụ việc làm với các doanh nghiệp có uy tín và năng lực, có giải pháp nhằm giảm lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Về thực hiện chế độ chính sách, đại biểu đề nghị tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đồng thời kiến nghị với Trung ương có hướng giải quyết cho các gia đình liệt sĩ đối với những trường hợp không có hồ sơ lưu hoặc hồ sơ thiếu. Hỗ trợ một nguồn kinh phí để thực hiện thờ phụng, hương khói cho các liệt sĩ hiện nay đang thất lạc hồ sơ. Trong thực hiện chính sách vùng dân tộc thiểu số, miền núi, cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu rõ và hợp tác trong quá trình thực hiện. Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tạo điều kiện cho con em người dân tộc thiểu số tham gia vào công tác tại xã nhà. Hỗ trợ nhà ở cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, ưu tiên các vùng khó khăn, vùng lũ ven sông, ven biển để người dân có nhà vững chắc tránh lụt bão. Về y tế, các đại biểu đề nghị cần triển khai và quản lý tốt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các cơ sở y tế công và tư đúng quy định. Về an ninh trật tự và các vấn đề mới nổi lên, để giảm thiểu tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, về hoạt động tín dụng đen và những vấn đề nổi lên trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới, như tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu rõ tác hại của ma túy, của tín dụng đen, để từ đó tích cực đấu tranh phòng tránh, đẩy mạnh tấn công, triệt phá các đường dây cá cược, lô đề, các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được vốn vay các tổ chức tín dụng với quy mô lớn, hạn chế tiếp cận nguồn vốn tín dụng đen. Về tình trạng đuối nước ở trẻ em, đây là vấn đề rất đau lòng và gây đau thương, mất mát lớn cho gia đình và xã hội. Các đại biểu đề nghị phối hợp truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng và chính bản thân các em về những nguy cơ dẫn đến đuối nước đối với trẻ em. Đồng thời phát triển kỹ năng bơi lội cho trẻ em, nhất là ở những địa bàn có nhiều sông, suối, ao hồ, mặt nước, có đề án phổ cập bơi cho trẻ em trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng. Một số ý kiến của các đại biểu đề nghị tỉnh thực hiện tốt Nghị định 34 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã. Ngoài các ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, còn có hai ý kiến của đại diện lãnh đạo Cục Thuế và Sở Công Thương báo cáo để Hội đồng Nhân dân tỉnh hiểu rõ thêm về tình hình thu ngân sách của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, giải pháp để tăng thu ngân sách và chống thất thoát nguồn thu, khắc phục nợ đồng thuế, tình hình và giải pháp để nâng cao giá trị tăng trưởng công nghiệp trong thời gian tới. Kết thúc phiên thảo luận, thay mặt chủ tọa kỳ họp, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu, đồng thời nhấn mạnh. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh qua ý kiến đề xuất kiến nghị của các đại biểu thì có những nghiên cứu tiếp thu chọn lọc để chỉ đạo các sở ngành địa phương có những giải pháp để tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 với cái mức là cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, buổi chiều ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Tại phiên họp này, đại diện lãnh đạo các sở ngành gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải đã trả lời các chất vấn của đại biểu. Chất vấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề quản lý bảo vệ rừng, các đại biểu cho rằng trong những năm qua, công tác bảo vệ rừng phần lớn tập trung vào việc phát hiện và xử lý vi phạm, tức là khi rừng đã bị chặt phá, khai thác trái phép. Việc nắm bắt thông tin, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm hiệu quả chưa cao. Do đó, tình trạng khai thác lâm sản trái phép, đặc biệt là tại một số địa bàn trọng điểm, khu vực rừng tự nhiên giàu lâm sản xảy ra nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Nổi lên thời gian gần đây là vụ phá rừng đặc dụng vùng lõi vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ở huyện Bố Trạch, vụ khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 329 thuộc lâm phần chi nhánh Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ thêm về nguyên nhân, về kết quả xử lý hai vụ việc nói trên và việc xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan. Trả lời về nguyên nhân hai vụ phá rừng nghiêm trọng này, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng: Trước hết phải nói rằng là trong cái thời gian qua có những lúc thì mặc dù chúng ta đã làm tốt nhưng mà cũng có những lúc buông lỏng quản lý của các chủ rừng. Các chủ rừng đã có phương án nhưng mà còn chung chung chưa cụ thể, một số chủ rừng thì thiếu cái
trách nhiệm và có dấu hiệu là chưa làm tốt, chưa phối hợp tốt, trao đổi thông tin. Quá trình chỉ đạo kiểm tra của các cái lực lượng bảo vệ rừng, kể cả lực lượng kiểm lâm, nhận định chưa đúng tình hình và chưa có cái sự phát hiện sớm. Sự vào cuộc của các cái cấp thì vẫn nhiều lúc ở địa phương, nhiều lúc vẫn chưa quyết liệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết thêm, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch và huyện Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Làm rõ thêm về vấn đề xử lý hai vụ phá rừng này, ông Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định. Ngay sau khi sự việc xảy ra, thì như vậy là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và đồng thời thấy rõ những cái sai phạm của các cá nhân và các cơ quan có liên quan. Và giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân tỉnh là chỉ đạo các cái tổ chức và cá nhân trong phạm vi thẩm quyền quản lý để xử lý. Vừa qua thì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thì đã chỉ đạo kiểm điểm bước đầu các đồng chí giám đốc, phó giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, rồi là hạt trưởng, phó hạt trưởng hạt kiểm lâm của vườn, rồi là giám đốc, phó giám đốc chi nhánh lâm trường Trường Sơn. Thì nói chung là qua cái kiểm điểm bước đầu này để làm rõ các vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Sau khi có kết luận đầy đủ của cơ quan điều tra thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm túc trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan. Nhiệm vụ trước mắt là yêu cầu Công an tỉnh là phải tiếp tục tập trung chỉ đạo mở rộng điều tra và xử lý nghiêm đúng theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm. Một trong những vấn đề được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, đó là giá đất nền, đất ở tại thành phố Đồng Hới và các vùng lân cận có nhiều biến động tăng đột biến, tạo nên cơn sốt ảo về giá đất. Trả lời chất vấn của đại biểu về vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, xét về góc độ thị trường thì việc xuất hiện các công ty tổ chức môi giới bất động sản sẽ thúc đẩy thị trường phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều tổ chức kinh doanh môi giới bất động sản hoạt động tích cực, vẫn tồn tại một số tổ chức cá nhân dưới danh nghĩa công ty bất động sản liên kết, dùng nhiều chiêu trò để thâu tóm thị trường, làm cho giá cả bất động sản tăng đột biến, đẩy giá đất lên cao nhằm thu lợi bất chính. Giải pháp được lãnh đạo Sở Xây dựng đưa ra đó là tiếp tục tăng cường thông tin rộng rãi về tình hình thị trường bất động sản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc này lâu nay cũng đã tích cực triển khai, tuy nhiên là chưa được thường xuyên rộng rãi, hiệu quả rất cao. Thì thời gian tới Sở sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông, các chủ đầu tư dự án, đồng thời thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng để chủ động tăng cường hơn nữa thông tin về thị trường bất động sản, để tiếp tục thực hiện các cái giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất hợp lý, phù hợp với nhu cầu của thị trường, tránh khan hiếm thị trường và cũng không làm người mất giá bất động sản. Đối với các chủ đầu tư thì cũng phối hợp hướng dẫn các chủ đầu tư tăng cường công khai các cái thông tin dự án bất động sản, làm tổ chức công tác định giá khởi điểm. Thì một trong những giải pháp ổn định thị trường là nhà nước bình ổn giá. Cụ thể là khi nhà nước định giá để đấu giá cần có sự điều tiết giá, không nên chạy theo một số trường hợp đấu giá cao để định giá tạo nên mặt bằng giá mới, điều này dẫn đến giá cả bên ngoài cũng theo để đẩy lên. Để quản lý tốt hoạt động của các công ty kinh doanh môi giới bất động sản, xử lý các trường hợp cấu kết thâu tóm thị trường, tạo giao dịch ảo giữa các công ty và người môi giới, Sở Xây dựng sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động của các công ty kinh doanh môi giới bất động sản, các sàn giao dịch. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ chấn chỉnh xử phạt hoặc đề nghị xử phạt theo quy định, nhằm thiết lập cái môi trường kinh doanh bất động sản lành mạnh, phát triển ổn định. Về vấn đề này, ông Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị phải chủ động nắm bắt thị trường, nhu cầu và sức mua của người dân để tham mưu việc đầu tư các cái dự án nhà ở cho phù hợp, tránh cái tình trạng cung vượt cầu quá xa và không để cái tình trạng là đầu cơ làm lũng đoạn thị trường bất động sản, và tránh cái tình trạng dự án làm xong nhưng không bán để găm lại, rồi là có tính chất là đầu cơ. Đề nghị Công an tỉnh là tăng cường điều tra xử lý các trường hợp đầu cơ làm lũng đoạn thị trường bất động sản ở tỉnh của chúng ta. Ngân hàng Nhà nước ở Quảng Bình là cần phải kiểm soát chặt chẽ cái vấn đề tín dụng đối với kinh doanh bất động sản. Chất vấn Sở Tài chính về thực trạng tiến độ sắp xếp xử lý tài sản công theo quy định của Nghị định 167 của Chính phủ để thực hiện các dự án đầu tư là rất chậm, nhiều vướng mắc, dẫn đến nhiều dự án chưa triển khai được, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và khả năng thu hút đầu tư của tỉnh.
Giám đốc Sở Tài chính cho biết, việc thực hiện sắp xếp xử lý tài sản công để thực hiện các dự án đầu tư theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung chủ yếu là đất lâm nghiệp, quá trình thực hiện có rất nhiều vướng mắc phát sinh. Quy trình xử lý các dự án đấu giá trải qua nhiều công đoạn và mất nhiều thời gian. Mỗi dự án từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư cho đến khi đấu giá thành công trải qua hơn 10 khâu. Thủ tục mỗi khâu phải mất một khoảng thời gian nhất định. Mỗi dự án từ khi bắt đầu cho đến khi đấu giá thành công mất hơn 6 tháng. Trong hơn 10 khâu đó, liên quan đến hơn 13 ngành đơn vị tổ chức tham gia xử lý. Để khắc phục tình trạng này, Sở Tài chính đưa ra giải pháp. Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương sửa đổi bổ sung các cái luật, nghị định phù hợp, đồng bộ thống nhất, đặc biệt là sửa đổi nghị định 167. Tham mưu Ủy ban tỉnh phê duyệt tổng thể các phương án đầu tư dự kiến sẽ thực hiện trong năm, tương tự như kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng hàng năm, để các cái cơ quan liên quan chủ động xây dựng phương án sắp xếp tổng thể trình Ủy ban tỉnh phê duyệt, đề nghị các cái cơ quan ban ngành địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ động thực hiện, đồng thời cùng cái công việc tránh chờ đợi nhau mất nhiều thời gian, nếu có vướng mắc thì chủ động cùng nhau tháo gỡ. Sở Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các ban ngành địa phương liên quan tham mưu Ủy ban tỉnh có giải pháp bình ổn, hạ nhiệt thị trường bất động sản, trên cơ sở đó cùng với hội đồng thẩm định giá của tỉnh để xây dựng định giá đất hợp lý, tạo điều kiện cho sự phát triển và kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh. Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã làm rõ về thực trạng hồ sơ tồn đọng người có công trên địa bàn tỉnh. Về việc thanh tra phát hiện và xử lý tình trạng khai man, giả mạo hồ sơ để hưởng chính sách người có công. Để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới, chủ tọa kỳ họp đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần bám sát từng nhóm đối tượng để có phương án giải quyết, phối hợp với các sở ngành và địa phương để thẩm định các hồ sơ tồn đọng trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đại diện Sở Giao thông Vận tải cũng đã trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về giải pháp khắc phục tình trạng các phương tiện chạy vào đường liên thôn để trốn trạm thu phí trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Phú, tình trạng phương tiện quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi phiên thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn trong ngày làm việc thứ hai, cử tri trên địa bàn tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhiều vấn đề nóng quan trọng của tỉnh được dư luận xã hội và cử tri nhân dân quan tâm đã được các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đưa ra thảo luận chất vấn tại kỳ họp. Tôi thấy là cách điều hành của chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như là các cái ban ngành tham mưu trong của hội đồng làm việc là rất là khoa học, và các đại biểu phát biểu có trọng lượng và chất lượng. Các đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân đã là nêu cao tinh thần trách nhiệm để phản ánh và giải quyết những cái vấn đề cho nhân dân được cái thỏa mãn. Chương trình cũng đã là tập trung thảo luận mấy vấn đề mà cử tri thị xã Ba Đồn cũng như của quận Minh rất quan tâm, đó là những vấn đề chăm lo cho người lao động và đối với các cháu đuối nước, và đối với cái vấn đề công tác chính sách thì chúng tôi thấy là rất là kỳ vọng, rất phấn khởi rồi. Nhưng mà để cho cái công việc đó nó tốt hơn nữa thì cũng mong rằng là các đại biểu của đồng nhân tỉnh là quan tâm hơn nữa. Tôi thấy là được hội đồng là chỉ đạo các cái ngành á, trả lời là cũng kịp thời, và đặc biệt là các cái hồ sơ thì cũng đã là lấy thông tin số liệu và giải quyết rất là kịp thời chính xác cho các cái đối tượng, và đặc biệt là qua các cái tiếp xúc cử tri á, mà đối tượng chế độ chính sách mà các cái ý kiến của cử tri thì tại kỳ họp này thì được đại biểu hội đồng là tổng hợp và được các cái ngành trả lời là rất là hài lòng. Các cái đại biểu hội đồng nhân dân cũng cả cấp cũng đã tiếp thu một cách là chính xác, để rồi là truyền đạt đến cái cơ quan có chuyên môn, và các cái cơ quan có chuyên môn và các cục cũng đã tập trung để rồi thực hiện đáp ứng được cái yêu cầu của bà con cử tri. Cũng mong muốn là lãnh đạo công an huyện, lãnh đạo công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo rồi triển khai, để rồi là thực hiện bằng các cái giải pháp, để rồi là cùng với các cái cơ sở thực hiện tốt cái vấn đề an ninh trật tự nói chung và cái tình hình tín dụng đen nói riêng. Các cái cấp các ngành có liên quan thì về cái trả lời được các cái câu trả lời của các ngành là quan tâm thì trả lời rất thỏa đáng và chính đáng, được nhân dân xem trên truyền hình và cũng như nghe qua đài báo chí thì rất đồng tình cao với sự các cấp các ngành đã tập trung mọi cái biện pháp và giải pháp để tập trung là khắc phục, để là trên các cái lĩnh vực
như phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn của tỉnh nhà. Vẫn có một vài ý kiến của vài đại biểu là phát biểu nội dung dài, được là chủ tọa kỳ họp nhắc nhở rút kinh nghiệm. Về phiên chất vấn chiều nay thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhưng mà thấy cũng trả lời hơi vòng vo và cũng hơi dài và chưa nói thẳng vào vấn đề trách nhiệm của mình và trách nhiệm của các cái xã mà có thả lợn vứt lợn ở chủ là quy định trách nhiệm cho cái người đứng đầu của các xã mà chưa làm tốt cái công tác là phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Các đại biểu mà được chất vấn lần này thì có một số đã có cái chuẩn bị tốt và trả lời rất là rành mạch, nhưng mà có những vấn đề thì chúng tôi cảm thấy là có những cái giám đốc sở là rất là lúng túng trong cái quản lý của ngành mình và trả lời nó chưa được mạch lạc lắm, cho nên điều đó là cần là quan tâm hơn đối với cái lĩnh vực mà mình là quản lý. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cháy rừng. Khách du lịch tăng, quá tải cơ sở lưu trú mùa cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, dân số Việt Nam đạt gần 96 triệu 209 ngàn người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 thế giới, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á sau Indonesia, Philippines. Đó là số liệu được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố tại hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tổ chức trong sáng nay, ngày 11 tháng 7. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau hơn 2 tháng kết thúc thu thập thông tin tại địa bàn, đến nay, công tác xử lý và làm sạch số liệu đã hoàn thành sớm hơn so với cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 khoảng 1 năm. Kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra tính vào thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2019 cụ thể như sau. Tổng số dân của Việt Nam gần 96 triệu 209 ngàn người, trong đó dân số nam chiếm 49,8%, dân số nữ chiếm 50,2%. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Mật độ dân số của Việt Nam năm 2019 là 290 người trên 1 km vuông. Trong đó, đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất cả nước, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 85,3%, còn lại là các dân tộc khác. Khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học. Đây cũng là giai đoạn có tỷ lệ tăng quy mô hộ thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Đến thời điểm này là trên 26 triệu 870 ngàn hộ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và nhanh chóng. Đây là cuộc tổng điều tra dân số lần thứ 5 tại Việt Nam và là cuộc tổng điều tra lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn. Kết quả thu thập được từ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Sáng nay ngày 11 tháng 7 tại thành phố Đồng Hới, Viện Nghiên cứu Con Người thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình tổ chức hội thảo Phát triển con người vùng Trung Bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2015-2020. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận Phát triển con người vùng Trung Bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2015-2020. Một số hướng phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu phát triển con người hiện nay ở Quảng Bình. Quảng Bình phát triển du lịch bền vững vì mục tiêu phát triển con người. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được Viện Nghiên cứu Con người tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển con người Việt Nam nói chung và phát triển con người Trung Bộ nói riêng trong thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cháy rừng. Theo đó, để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên nắm chắc tình hình cháy rừng trên địa bàn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời ra soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do cháy rừng gây ra để thực hiện các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn cho người dân.
Nếu phát sinh khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được xem xét xử lý. Các đơn vị báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kết quả triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ của ngành ngân hàng trên địa bàn trước ngày 15 tháng 7. Trước tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài như hiện nay, đã có gần 50% diện tích lúa hè thu của huyện Tuyên Hóa bị thiếu nước. Trước thực trạng đó, cả cấp ngành và bà con nông dân đang tích cực thực hiện các biện pháp chống hạn. Vụ hè thu năm nay, huyện Tuyên Hóa gieo cấy trên 1.200 hecta lúa. Trước tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài, huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các phòng ban liên quan và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tận dụng các nguồn nước tại chỗ để phục vụ làm đất, xây dựng kế hoạch tưới tiết kiệm, có phương án tích nước để bơm cho số diện tích lúa còn lại. Thưa quý vị và các bạn, với sức hút từ nhiều sản phẩm du lịch đặc biệt, tỉnh Quảng Bình đang thu hút một lượng khách khá lớn trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, số lượng cơ sở lưu trú của Quảng Bình lại chưa đáp ứng được nhu cầu của khách. Do đó, vào dịp cao điểm, các đơn vị lưu trú luôn quá tải. Cuối tháng 6, đầu tháng 7 là thời gian cao điểm của mùa du lịch tại Quảng Bình. Lượng khách đổ về các bãi biển, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng và nhiều điểm du lịch khác là rất lớn. Bởi đây là khoảng thời gian nghỉ hè của học sinh, nên cả gia đình có thời gian đi du lịch cùng nhau. Tôi đi du lịch từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, thấy Quảng Bình rất đẹp và tôi lựa chọn ở lại. Nhưng để có được phòng nghỉ quả thực khó, quá đông khách. Du lịch Quảng Bình nó có hai mùa rõ rệt. Từ tháng 3 và tháng 9, thì cái lượng du khách của Quảng Bình đến rất là đông. Đó là những cái lượng khách, hoặc là khách nội địa, khách của người Việt Nam mình. Và sau khi qua tháng 9, thì đến tháng 3 là mùa thấp điểm của ngành du lịch của Quảng Bình, nhất là người lưu trú. Quảng Bình hiện có 350 cơ sở lưu trú được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, với 5.100 buồng và 10.000 giường. Tuy nhiên, số lượng này không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Nếu du khách không đặt phòng trước thì rất khó để có thể tìm được một chỗ nghỉ vào khoảng thời gian này. Đối với Quảng Bình là đang chạy phòng chẳng hạn thế. Thế thì chúng ta phải để cho cả cái, đặc biệt là cả cái đơn vị lữ hành, các đơn vị tổ chức du lịch, người ta sẽ chia cái lịch ra, người ta sắp xếp lại cái lịch thì thế nào đó thì chúng ta cùng giảm bớt được cái áp lực là chạy phòng như hiện nay. Đó là một cái việc mà tôi thấy rằng là không phải riêng Quảng Bình. Mùa cao điểm, du khách nội địa tăng đột biến, nhưng mùa thấp điểm thì hàng nghìn phòng bỏ trống. Nhiều cơ sở không đủ khả năng để duy trì bộ máy phục vụ như giai đoạn cao điểm. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Quảng Bình phải thu hút được khách quốc tế. Bởi đây chính là thời điểm du khách nước ngoài có nhiều kỳ nghỉ như lễ Giáng sinh, năm mới và một số nước khác lại là dịp nghỉ hè của học sinh. Tháng 7 này, khám phá những bí ẩn chưa từng hé lộ. Những trải nghiệm khác biệt, chân thực về những sản phẩm du lịch nổi tiếng tại Quảng Bình. Cùng với không gian nghệ thuật, đại tiệc âm nhạc hấp dẫn, độc đáo và ấn tượng với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao Mỹ Tâm, Tùng Dương, Kiều Anh, Lê Anh Dũng, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Bình trong nước và quốc tế. Lễ hội Hang Động Quảng Bình năm 2019, Quảng Bình bí ẩn bất tận. Ngày 20 tháng 7 năm 2019, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 11 ngày 12 tháng 7 năm 2019. Khu vực thị trấn Đồng Lê, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm từ 48 đến 70%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 72%. Khu vực thị xã Ba Đồn, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 59 đến 71%.
khu vực Phong Nha mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và sông. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 51 đến 71%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 54 đến 71%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, độ ẩm từ 47 đến 67%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm từ 48 đến 72%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm từ 52 đến 71%. Dự báo thời tiết biển, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 7 năm 2019. Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 45 đến 72%.